Chào quý vị khán giả, thì hôm nay thì là 2 ca nhảy cầu, ở một ca ở cầu Bình Phước và một ca ở cầu Bình Lợi. Thì với nhờ sự hỗ trợ của bên hội truyền hình BTS, hội truyền hình BTS đã trục vớt lên rồi, nhưng mà về mặt cái pháp lý cũng như là cái thủ tục mà khám nghiệm tử thi thì bên cơ quan chức năng họ đưa về trung tâm pháp y Bình Hòa. Là tại sao tụi con có mặt ở trong đây, thì con xin phép một mí như này, thì là 2 ca đều nhờ sự hỗ trợ bên hội truyền hình BTS để hỗ trợ tận liệm tặng cho, hỗ trợ 2 cái áo quan cho hai hoàn cảnh nó khác nhau. Thì con mời cả nhà theo dõi cái hoàn cảnh ở cầu Bình Phước nha. Hiện tại giờ người nhà cũng tới đây rồi. Quý vị khán giả, thì hiện tại ở trước mặt quý vị đây là cũng ba của Nghĩa với lại Nghĩa Út hả. Thì đó, thì ngày hôm qua đây thì tụi con cũng ở ngoài rồi, thì bây giờ cũng theo về tới Bình Hòa luôn. Thì bây giờ thì nhà em hỗ trợ là cái áo quan tẩm liệm, thì cũng như đưa lên thiêu, thì em cũng làm theo cái hỗ trợ cho cái vấn đề mà giống như là anh nhờ bên em hỗ trợ đó nha. Rồi bây giờ sớm nhờ đưa đây về bên đó báo sao rồi, xong chưa, xong hết chưa, khám nghiệm tử thi là nó xong, bên kia nó lên sau nhưng mà nó đi về nhà nó nhanh hơn, còn mình kêu á bác sĩ của mình đi lại. Em thấy có mà thông tin đó, nghe nói là trước khi nhảy cầu á thì có hai người bạn gì phiên đúng không? Đúng rồi, có hai đứa bạn đó là anh nó phát bệnh lâu rồi, bạn nó đi đón chở đi bệnh chở đi bệnh viện. Nghĩa cái này nó khác, là có hai người đi theo phiên đúng không, là không phải là bạn là cái đó do người ta thấy chứ không phải là bạn. Rồi khi nó mà nó cũng vậy nha. Vậy như không phải là người ta kêu em như kể lại thôi, chứ mình cũng không có chứng kiến. Cái chị bán cơm nói là có hai người nói là thôi đi lên xe đây anh chở về, mà nó không chịu, nó giục nó chạy, rồi nó chạy tới đó là bắt đầu nó nhảy luôn, nó không có đắn đo gì, chạy tới là leo lên thành cầu nó nhảy luôn. Hai người đó là kêu là lên xe đây, nhà ở đâu anh trở về, mà lúc đó tinh thần nó không có ổn định nên nó không có còn nhớ cái gì nữa, tại có là nó chạy luôn, chạy lên tới thành cầu luôn. Kiểu như là hai người đó cũng không có bà con, không thân thích gì ha, nhưng mà thấy là có triệu chứng giống như là muốn nhảy cầu mà cản không được. Trong người rất là không biết nói làm sao luôn, chứng ngại nhảy cầu rất là nhiều. Vừa rồi ở ngoài ngay trên cầu đó mới làm cái nữa đó, có nghe không? Lúc mình đi vô đó, đúng rồi, lúc mình đi vô đây đó, mới vừa lên luôn, mình đi luôn á là có một ca ngay cầu đó luôn á. Nghe nói là anh trai nữa đó. Cho gọi bên anh thì giờ thật sự hôm qua nay thì em cũng đã biết rồi đó, cả ngày cả đêm rồi đó. Em cũng lấy số điện thoại em liền cho chú Cát Sen.
đó em cũng mong muốn rồi chú tìm kiếm cháu em giùm, thì cũng không có mong muốn gì cháu em mất như vậy, cứ nghĩ là nó biết lỗi thì cứ nghe người ta nói là nó nhảy xuống nó biết lỗi như vậy, là cứ ở người nhà cũng mong muốn là nó lội vô, còn nó không có tinh thần, nó không có bất, nó bất ổn rồi nó đi đâu đó, rồi người này hoặc là người kia gặp bắt nó hoặc là giao cho công an để cho người nhà ấy nó về cũng được đó, mà không nghĩ là bây giờ cháu nó mất như vậy đó. Chứ không có ai mà mong muốn cháu về rồi á, em mới chúng tôi gọi cho đội thì chú tấm xe xuống hỗ trợ em, cũng ở đó em cũng chứng kiến thấy đội chú cũng nhiệt tình, nó cũng lo cho những người mà dân rồi á, thức đêm thức đồ đây họ hôm em cũng ngồi em chứng kiến thấy đội chú rất là nhiệt tình luôn. Nói chung thì tụi anh hỗ trợ gì hỗ trợ thôi chứ. Dạ, em cũng cảm ơn đội chú tách xe nhiều. Đó thì bây giờ thì đợi người ta làm bên kia xong đi. Dạ. Rồi tới bên mình thì tụi anh cũng sẽ hỗ trợ ha. Dạ. À, vậy đi, rồi đợi anh xíu đi ha. Dạ. Rồi. Rồi em cho em gửi lời chân thành tới gia đình em đó, cũng về tới đội chú tách xe. Với lại em cũng cảm ơn tất cả những mạnh thường quân để ủng hộ tới cho chú tách xe, giúp đỡ gia đình. Rồi, với lại ở đây em cũng cảm ơn đến chú Ba Trúc ủng hộ với lại đội với chú Tấn Sen đi tìm cháu em đó, em cũng thay mặt cảm ơn với chú Ba Trúc. Nói chung thì tụi anh cũng nhờ sự hỗ trợ của bà con, nói chung là cái kiểu như là người một ít ít vậy đó, nhưng mà nó được việc với lại nó thành công hơn trong cái vấn đề mà hỗ trợ bà con. Rồi nha, mình đợi người nhà mình đợi xíu nha. Rồi thì sau khi mà hỗ trợ cho cái ca ở cầu vượt Bình Lợi xong thì anh em sẽ hỗ trợ cho em Nghĩa ở cầu vượt Bình Phước 2 nha cả nhà. Thì bây giờ là hỗ trợ ca Bình Phước 2 rồi mình cũng tản liệm và mình đưa đi qua bên
bên Lò Thiêu, còn cha này thì đi về chùa nha cả nhà. Rồi thì giờ một ca đã xong, là cái ca này về chùa ở trên Hóc Môn. Đó là ca em trai sinh năm 1992. Và tiếp theo ở đây là một ca nữa, là em này là sinh 2003, thì tụi con đã hỗ trợ. Cuối cùng là hai cái áo quen. Bây giờ thì ca này thì nhà xa quá, nhà ở Ninh Thuận đó, không có điều kiện về, với lại xa, rồi về chỗ đây trung tâm hỏa táng Bình Hòa thì đưa lên trung tâm hỏa táng luôn. Tại cái phần mà trung tâm pháp y nó cũng nằm phía sau đây, thành thử ra thì tụi con sẽ hỗ trợ đưa lên đại đi theo luôn. Đó, bây giờ phần bên đây anh hỗ trợ tới đây là coi như là cũng đã xong rồi ha. Dạ. Coi như gia đình mình là anh hỗ trợ là hoàn thành nhiệm vụ của anh rồi ha. Dạ. Rồi thôi anh chia buồn với gia đình nha. Dạ, vậy em cảm ơn đội chú Tám Sen rất là nhiều. Ừ. Dạ. Rồi. Dạ, vậy em cảm ơn. Đó thì giờ đăng ký rồi cũng xong rồi. Mình khỏi lên đài, ở đây ghe qua đây luôn cho nó gần. Dạ. Ha. Dạ. Rồi vậy đi, rồi em chia buồn với gia đình nha. Dạ. Rồi. Rồi cố gắng lên nha em. Ừ. Rồi chia buồn với gia đình. Thôi thưa cô chú, hiện tại bây giờ tụi con cũng đã hỗ trợ xong, thì đưa lên phía sau luôn đây. Dạ, thưa quý vị khán giả, thì do ở dưới nãy thì nó cũng đúng cái thủ tục rồi, chuyển lên đài mới xuống từ từ, thì tụi con cũng đã đưa lên đài xong. Bây giờ phần còn lại là của gia đình đó, thì hiện tại giờ áo quan cũng hạ từ từ xuống rồi. Rồi niệm Phật đi nè, đừng có khóc nè mấy bạn. Niệm Phật cho em đi, thanh thản đi nha. Rồi niệm Phật thôi. Rồi đó, rồi coi như là xong rồi đó, thấy lần cuối rồi đó ha anh Dương ha.
đó thì thôi mình về rồi mai 8 giờ 9 giờ gì đó qua bên đây người ta làm việc đó. Hả? Nó hiện cho 8-9 giờ mai 9 giờ đi cho chắc nha. Rồi đó thì thôi em hỗ trợ xong rồi. Ừ. 7 giờ mình đi xe kính xa, 12 xa. An Phú Đông quận 12 hả? Dạ. Ừ. An Phú Đông mấy? Dạ, An Phú Đông 13. Nó gần đường vô chung cư đúng không? Dạ. Ừ. Cảm ơn đội thiện nguyện nhiều nha. Rồi anh, em hỗ trợ hết mình không có gì đâu. Mình mấy em giờ anh thấy nè. Dạ. Vô tắm luôn. Dạ nha anh nha, rồi em về nha. Dạ. Ừ. Dạ. 6 giờ chiều còn ở trung tâm hỏa táng mình quà cái hỗ trợ xong rồi đó. Dạ thì thưa quý vị khán giả, chào quý vị khán giả em. Con xin chào quý vị khán giả. Rồi sao nữa em? Con là bé Đào. Dạ con là bé Hận. Hai anh em của con bữa nay đi hỗ trợ một ngày rất là đặc biệt là hai nạn nhân của sông nước. Cũng không phải nạn nhân của sông nước nữa mà nói chung là tự vẫn. Đó, thì trước tiên là Hận gửi lời chia buồn tới hai nạn nhân của hai gia đình. Một là nạn nhân ở cầu Bình Phước, hai là nạn nhân ở cầu Bình Lợi. Hận gửi lời thay mặt sư phụ cùng tất cả anh em gửi lời chia buồn tới gia đình cũng như quý vị khán giả chia buồn gia đình. Thì hai anh em con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cả người nhà cũng đã tới và đưa đi thiêu. Ngày mai tới giờ làm việc thì sẽ lên nhận cho cốt. Em thấy như thế nào khi mà ngày hôm nay em đi trực tiếp thấy hai ca như thế? Thì nói chung là mỗi lần mà nhận được cái tin mà nhảy cầu tụi vẫn vậy thì mình cũng rất là buồn. Cũng buồn cho gia đình, cũng buồn cho nạn nhân. Không biết cũng bởi vì cái lý do nào đó mà người ta mới chọn cái con đường là kết thúc cái mạng sống của mình đó. Thì cũng thương cho anh em là trực chiến từ hôm qua tới giờ. Từ ngày hôm qua, bao nhiêu cả hai ngày nay rồi. Thế cũng ăn uống, rồi ngủ nghỉ, rồi mình trời chứa đất vậy đó. Thì đó thì qua bé Đào nói thì cùng Hận cũng có lời nhắn nhủ tới tất cả mà những người đã ra đi rồi thì có cái quyết định không tốt, là giống như là cái chuyện gì vậy đi chăng nữa, dù nhỏ hay lớn, chúng ta ngồi lại chúng ta cũng đều có cái cách giải quyết, chứ không phải là nhảy cầu là hết. Nhảy cầu hết cho chúng ta là còn ở là hệ lụy ở phía sau, người thân gia đình rất là nhiều đó. Thành thử ra thì con số trong một tháng vừa qua rất là đáng báo động để về việc nhảy cầu cũng như là tự vẫn. Hôm nay trực tiếp hôm nay là làm 2 ca nè, có người báo ở Tây Ninh có nè, rồi thêm 1 ca ở Bình Phước. Thật sự bây giờ tụi con hôm nay là đuối thật sự luôn á. Giờ là tay chân dở không lên, mình mãi ghim hết trơn rồi. Nhớ lại ngày mai có chuyến đi ở Bến Tre nữa, thành thử ra con không có thời gian. Mình mong mọi người cũng thông cảm. Nếu như tụi con rảnh, tụi con sẽ hỗ trợ hết mình bằng cái sức lực của tụi con. Nếu như còn con đi nổi là con đi hỗ trợ tiếp. Thì thôi, thì qua đây chia buồn với tới gia đình thì cũng cảm ơn tất cả cô chú, quý mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả xem trên kênh YouTube Hội Thiện Nguyện PDS. Nếu có yêu thương anh em Hội Thiện Nguyện PDS cũng như hoàn cảnh trên mọi vùng miền thì xin tất cả hãy cho một like, một đăng ký kênh hoặc là một chia sẻ, vì đó là để kiếm những giọt xăng, giọt dầu cũng như là chi phí để hỗ trợ cho bà con. Tại vì chú Tám bây giờ thật sự ra rất là khó khi mà hỗ trợ bằng cái đồng tiền túi của mình rồi chia ra mọi chi tiêu. Thì nó cả nhà mình nếu như mà không gửi, họ không quyên góp được, nhưng mà cái cách chia sẻ của cả nhà hoặc là xem YouTube thì cũng có thể là đó là cách gián tiếp của mọi người. Dạ, cũng xin cảm ơn tất cả rất là nhiều. Nếu yêu thương Hội Thiện Nguyện thì cho xin đăng ký nha cả nhà. Rồi xin bye bye, chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú trong những video tiếp theo.